Hoàng Anh trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị đến với kênh Culture Channel, kênh YouTube chính thức của tạp chí Culture, tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Kênh mang đến những tin tức Canada và thế giới nổi bật được cập nhật mới hàng ngày. Kính chúc quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Sau đây mời quý vị theo dõi những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối thứ hai ngày 17 tháng 6. Thưa quý vị, hiện có cảnh báo thời tiết nóng và ẩm nguy hiểm tấn công miền Nam của tỉnh bang Ontario, Quebec và New Brunswick. Bộ môi trường Canada đã đưa ra cảnh báo, một đợt nắng nóng sẽ tấn công một số khu vực của tỉnh bang Ontario, Quebec và New Brunswick. Dự đoán tình trạng nóng và ẩm nguy hiểm sẽ diễn ra hầu như là suốt cả tuần. Đợt nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài từ thứ Hai hôm nay đến thứ Năm hoặc thứ Sáu, với nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là từ 30 độ C đến 35 độ C và cộng thêm với giá trị độ ẩm, nhiệt độ có thể cảm thấy lên tới 40 đến 45 độ C. Nhiệt độ vào ban đêm sẽ không giúp giảm bớt nhiều, với mức thấp nhất là từ 20 độ C đến 23 độ C vào ban đêm. Cảnh báo nắng nóng bao trùm các khu vực từ thành phố Windsor đến đại đô thị Toronto đến Ottawa và bao gồm cả Montreal và thành phố Quebec. New Brunswick cũng chuẩn bị trải qua đợt nắng nóng bắt đầu từ thứ ba. Ở phía Bắc, các khu vực dự kiến sẽ chứng kiến nhiệt độ với độ ẩm ở mức thấp 40 độ C ở trung tâm và đông bắc của tỉnh Ontario, nhiệt độ với độ ẩm có thể lên tới 30 độ C. Nhiệt độ trên khắp Ontario sẽ giảm dần qua đêm. Cơ quan môi trường Canada cho biết không khí nóng sẽ di chuyển về phía đông và cuối tuần. Cơ quan này đã ban hành một thông báo thời tiết đặc biệt bắt đầu từ thứ Tư cho phần lớn miền nam của tỉnh bang Quebec. Nhiệt độ sẽ tăng cao tới 34 độ C. Cộng thêm với độ ẩm sẽ đạt tới 40 độ C trong 3 ngày tới, trước khi hạ nhiệt vào thứ Năm, miền trung của Quebec có thể có nguy cơ nhỏ về giông bão vào thứ hai hôm nay. Tại New Brunswick, những ngày nóng nhất trong tuần được dự báo là vào thứ ba và thứ tư. Người dân chứng kiến nhiệt độ cao lên tới 33 độ C, với độ ẩm thì sẽ cảm thấy như là 40 độ C. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên của mùa này và sẽ không phải là đợt cuối cùng. Người dân Canada nên chuẩn bị cho nhiều đợt nắng nóng hơn vào mùa hè, trong khi một số vùng của đất nước chuẩn bị cho cái nóng oi ả thì nhiệt độ ở tỉnh bang Alberta lại thấp hơn so với mùa. Còn Manitoba thì có mưa sớm vào sáng thứ hai đã tạnh trong ngày ở phía bắc của Manitoba. Cơ quan môi trường Canada đã ban hành cảnh báo gió cho khu vực Manitoba, bao gồm các khu vực xung quanh Churchill và Gillam, dự đoán rằng gió mạnh có thể đạt tới gần 90 km một giờ. Gió mạnh nhất dự kiến sẽ đạt đỉnh vào buổi chiều trước khi giảm xuống còn khoảng 60 km một giờ vào buổi tối ở miền trung và miền nam của Alberta và miền tây của Saskatchewan dự kiến có nguy cơ giông bão vào ban đêm với sức gió giật gần 40 km một giờ. Bộ Môi trường Canada dự đoán là một mùa hè rất nóng trên khắp Canada và miền bắc nước Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng đây sẽ không phải là đợt nắng nóng cuối cùng của mùa này. Sóng nhiệt có thể làm chất lượng không khí trở nên tồi tệ hơn, đẩy chỉ số chất lượng không khí vào mức rủi ro cao. Công chúng được khuyên là nên theo dõi các dấu hiệu của bệnh nhiệt và tránh để trẻ em và vật nuôi trong xe đang đậu. Để đối phó với nắng nóng, thành phố Toronto đã kéo dài thời gian mở cửa của một số hồ bơi trong thành phố. Thành phố Montreal đang hành động để giúp người dân đối phó với đợt nắng nóng nguy hiểm bắt đầu từ thứ hai hôm nay, với nhiệt độ dự kiến sẽ vượt quá mức 30 độ C và cảm thấy như là trên 40 độ C do độ ẩm. Thành phố Montreal đã kích hoạt các biện pháp ngăn ngừa vấn đề liên quan đến nắng nóng gợi nhớ đến đợt nắng nóng năm 2018 mà đã khiến cho 66 người thiệt mạng. Các biện pháp này bao gồm mở các bể bơi ngoài trời và trong nhà, cung cấp chai nước và giờ nghỉ cho người vô gia cư ở những nơi trú ẩn có máy điều hòa và có thể triển khai một kế hoạch can thiệp đặc biệt nếu tình trạng nắng nóng quá mức vẫn tiếp diễn. Người dân nên uống nhiều nước, tránh hoạt động thể chất, mặc quần áo nhẹ và dành thời gian ở nơi có máy lạnh. Bộ trưởng Giáo dục của Quebec đã chỉ đạo các trường học phải linh hoạt, cho phép học sinh nghỉ ngơi và lên lịch thi vào những giờ buổi sáng mát mẻ hơn. Cần phải theo dõi các triệu chứng của bệnh liên quan đến nhiệt, chẳng hạn như là kiệt sức, mất nước, đau đầu và lú lẫn. Bác sĩ gia đình Laura Sang nhấn mạnh những rủi ro đối với trẻ nhỏ và người già, đặc biệt là ở những viện giữ lão dài hạn mà không có máy điều hòa. Cần hành động ngay lập tức nếu ai đó ngừng đổ mồ hôi, khô môi hoặc có dấu hiệu lú lẫn. Dự kiến thành phố Montreal sẽ lập kỷ lục nhiệt độ 34 độ C vào thứ tư và dự đoán là tháng 7 ấm hơn bình thường với nhiều đợt nắng nóng vào ngày lễ lao động. Trên chính trường quốc tế, Canada, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Philippines tiến hành tập trận ở Biển Đông. Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và Philippines đã tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 2 ngày tại khu vực đặc quyền kinh tế của Manila ở Biển Đông. Mục đích của hoạt động hợp tác hải quân này là duy trì tự do hàng hải và hàng không và tái khẳng định cam kết của bốn quốc gia trong việc nâng cao an ninh và ổn định trong khu vực. Cuộc tập trận này bao gồm bốn tàu chiến và một loạt các hoạt động tập trận hải quân nhằm kiểm tra và xác nhận khả năng tương tác giữa các lực lượng vũ trang, bao gồm cả các học thuyết, chiến thuật, kỹ thuật và quy trình. Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng có các lập trường chủ quyền cạnh tranh tại một số khu vực của Biển Đông, nơi có 3.000 tỷ đô la hàng hóa được vận chuyển qua lại mỗi năm. Liên quan đến tình hình bất động sản, doanh số bán nhà Canada trong tháng 5 giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường bất động sản Canada tiếp tục giảm vào tháng 5 khi doanh số và giá nhà giảm và số lượng nhà rao bán gia tăng. Xu hướng này diễn ra trong tháng trước và so với tháng 5 năm 2023, nhưng có thể bắt đầu đảo ngược sau khi ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong 4 năm. Hiệp hội bất động sản Canada cho biết vào thứ hai hôm nay Tháng 5 là một tháng buồn tẻ khác đối với hoạt động nhà ở tại Canada. Tuy nhiên, đó có thể là tháng cuối cùng khi lãi suất bắt đầu giảm xuống. Nhà kinh tế cấp cao của Hiệp hội Bất động sản Canada cho biết trong một tuyên bố: "Tháng này chứng kiến số lượng nhà bán ra giảm 5,9% so với tháng 5 năm ngoái và giảm 0,6% so với tháng 4. Giá trung bình toàn quốc trong tháng 5 là 699.117 đô la, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng 1% so với tháng trước." Giá chuẩn của Hiệp hội Bất động sản Canada nhằm theo dõi giá nhà thông thường đã giảm 2,4% so với năm ngoái và giảm 0,2% khi điều chỉnh theo mùa so với tháng 4. Tuy nhiên, bức tranh khu vực thì thay đổi đáng kể, doanh số bán nhà ở vùng Great Vancouver giảm 19,8% so với một năm trước. Còn ở đại đô thị Toronto thì giảm 22,2%, trong khi doanh số bán hàng ở Edmonton thì tăng 19,7%, còn ở Winnipeg thì tăng 14% chi phí đi vay tăng cao và sự không chắc chắn của ngân hàng Canada đã khiến người mua đứng ngoài cuộc vào tháng 5. Nhưng điều đó có thể bắt đầu thay đổi sau khi ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Theo ngân hàng TD cho biết, trong tương lai, việc cắt giảm lãi suất hơn nữa có thể sẽ diễn ra và điều này sẽ tạo tiền đề cho nửa cuối năm 2024 mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, số lượng nhà ở khởi công tại Canada đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng khi hai tỉnh lớn nhất của Canada đẩy mạnh xây dựng nhà townhouse và condo. Theo dữ liệu do Canada Mortgage and Housing Corporation công bố hôm thứ Hai, các nhà xây dựng đã bắt đầu xây dựng 264.506 căn hộ trong tháng 5. Con số này tăng 9,7% so với một tháng trước đó, cao hơn dự kiến của các nhà kinh tế trong một cuộc khảo sát của Bloomberg. Tỉnh bang Ontario và Quebec là hai tỉnh đông dân nhất của đất nước, dẫn đầu về mức tăng số lượng nhà ở khởi công lần lượt tăng 18% và 67%. Số lượng nhà khởi công giảm 16% tại tỉnh bang British Columbia là tỉnh cực Tây của Canada. Số lượng nhà ở riêng lẻ khởi công trong tháng này hầu như không thay đổi, nghĩa là mức tăng tập trung vào các công trình nhiều căn hộ. Mũi tiêm insulin hàng đầu đầu tiên trên thế giới sẽ có mặt tại Canada trong hai tuần nữa. Hãng dược Novo Nordisk thông báo rằng người dân Canada bị tiểu đường sẽ sớm được tiêm insulin một lần một tuần Thuốc mang tên là Aquitly, bắt đầu từ ngày 30 tháng 6. Đây là mũi tiêm insulin cơ bản đầu tiên trên thế giới mà chỉ cần tiêm hàng tuần. Được Bộ Y tế Canada chấp thuận vào tháng 3, Aquitly sẽ có lợi cho cả bệnh nhân tiểu đường loại 1 và cả loại 2, và đặc biệt có lợi cho những người bị tiểu đường loại 2. Tiến sĩ Harpreet Praja từ Diabetes Canada đã nhấn mạnh đến gánh nặng giảm bớt cho những bệnh nhân hiện cần tiêm hàng ngày các thử nghiệm lâm sàng tại Canada đã cho thấy kết quả khả quan. Tuy nhiên, bệnh nhân tiểu đường loại 1 vẫn cần phải tiêm insulin tác dụng nhanh hàng ngày vào bữa ăn. Tiến sĩ Alexander Abitbo nhấn mạnh rằng tiêm insulin hàng tuần có thể giúp tăng khả năng tuân thủ điều trị, có khả năng làm giảm các biến chứng do lượng đường trong máu cao. Trong khi cơ quan FDA Hoa Kỳ vẫn chưa chấp thuận Aquitly, cơ quan dược phẩm Canada đề xuất tài trợ cho bệnh tiểu đường loại 2 với điều kiện là phải giảm giá. Hiện tại, chi phí để điều trị Aquitly cho mỗi bệnh nhân là hơn 1.350 đô la mỗi năm. Xả súng ở văn phòng Toronto, 3 tử vong, bao gồm tay súng và trường học đã bị đóng cửa. Một vụ nổ súng tại văn phòng ở North York gần nhà trẻ và trường học khiến cho ba người thiệt mạng. Trong đó có tay súng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 chiều, trong sảnh tòa nhà gần đường Don Mills và Mallard. Cảnh sát Allen Ballet xác nhận rằng một người đàn ông và một phụ nữ đã thiệt mạng và kẻ xả súng nằm trong số những người đã thiệt mạng. Cuộc nổ súng xảy ra trong một cuộc cãi vã tại một doanh nghiệp giao dịch tài chính. Bốn cá nhân đã có mặt, một số người làm việc cùng nhau. Sự hiện diện đông đảo của cảnh sát đã phản ứng, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp và đơn vị chó nghiệp vụ. Trường Northmount và trường Mini St. George đã bị phong tỏa người giám sát nhà trẻ đã thực hiện các quy trình khóa cửa để giữ an toàn cho trẻ em đài cb24 đã ghi lại cảnh các em nhỏ ở nhà trẻ được di tản an toàn và đoàn tụ với cha mẹ cha mẹ đã bày tỏ sự lo lắng nhẹ nhõm khi được đoàn tụ với các con một số phụ huynh bày tỏ quan ngại về sự an toàn nhấn mạnh kỳ vọng của họ về canada là một quốc gia an toàn cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và cảnh sát đang làm việc để thông báo cho người thân của nạn nhân dự kiến sẽ có đường bị đóng và chậm trễ trong khu vực này. Nhà giữ trẻ dự định mở cửa như thường lệ vào lúc 7 giờ 30 sáng thứ ba. Khoảng 104 trẻ em đã có mặt tại nhà giữ trẻ khi vụ việc xảy ra. Tòa án của tỉnh BC đã duy trì lệnh cấm chơi bóng sổ tại khu phức hợp nhà Townhouse. Trong một quyết định do tòa phán quyết gần đây, các thành viên của một khu phức hợp nhà ở tại tỉnh BC đã thua trong cuộc chiến giữ lại sổ bóng rổ được lắp đặt trong đường lái xe driveway của họ. Tranh chấp nảy sinh khi hai cư dân phản đối lệnh cấm được áp dụng trong cuộc họp chung thường niên năm 2022 của khu phức hợp này. Họ lập luận rằng lệnh cấm nhắm vào con cái của họ một cách không công bằng, những người cần hoạt động thể chất để kiểm soát các tình trạng bệnh lý. Khu phức hợp đã bảo vệ lệnh cấm, trích dẫn sự ủng hộ áp đảo từ các thành viên của mình và khẳng định bản chất ràng buộc của quyết định bất chấp các lập luận cho rằng lệnh cấm là không công bằng và phân biệt đối xử tòa án đã đứng về phía khu phức hợp nhấn mạnh rằng quyết định này dựa trên các lo ngại về tiếng ồn do những cư dân khác nêu ra và ý muốn của cộng đồng được thể hiện trong cuộc bỏ phiếu mặc dù thừa nhận những lợi ích của hoạt động thể chất đối với các trẻ em khuyết tật như là có bệnh adhd và lo lắng tòa án kết luận rằng lệnh cấm không vi phạm luật chống phân biệt đối xử phán quyết bác bỏ khiếu nại của người đập đơn, nhưng lưu ý rằng họ có thể xem xét lại vấn đề này tại một cuộc họp của khu phức hợp trong tương lai theo các thủ tục thích hợp. Tỉnh bang Alberta cấm các thiết bị di động cá nhân trong lớp học. Bắt đầu từ năm học tới, học sinh sẽ bị hạn chế sử dụng thiết bị di động cá nhân nhằm nâng cao thành tích học tập và sức khỏe tâm thần. Theo thông báo của các quan chức giáo dục Alberta Education, việc sử dụng điện thoại di động là một mối quan ngại đáng kể và cần phải có thêm các biện pháp để hạn chế việc sử dụng trong lớp học. Theo Bộ trưởng Giáo dục Demetrio Nicolet phát biểu trong một hội nghị tại thành phố Calgary vào thứ Hai hôm nay, theo đó học sinh sẽ không được phép sử dụng thiết bị di động cá nhân trong giờ học và việc truy cập vào các trang mạng xã hội trong trường học cũng sẽ bị hạn chế. Các quan chức cho biết những thay đổi này được đưa ra sau khi trao đổi với phụ huynh, giáo viên, đối tác giáo dục và học sinh bộ trưởng giáo dục nicholas tin tưởng rằng những thay đổi này sẽ giảm sự mất tập trung tối ưu hóa thời gian học hỗ trợ sức khỏe của học sinh và giảm bắt nạt trên mạng các thiết bị bị cấm bao gồm điện thoại di động điện thoại thông minh đồng hồ thông minh tai nghe và các thiết bị điện tử cá nhân khác bộ trưởng nicholas cho biết sẽ có những tình huống đặc biệt mà học sinh có thể sử dụng các thiết bị này như là lý do y tế nhu cầu học tập đặc biệt hoặc theo chỉ đạo của giáo viên hoặc hiệu trưởng trong giờ học thì tất cả các thiết bị phải được tắt và cất đi để không ai nhìn thấy việc thực thi quy tắc sẽ do hội đồng nhà trường đảm nhận và phụ huynh sẽ được thông báo nếu con em họ vi phạm bộ trưởng cho biết chúng tôi nhận ra rằng các thiết bị di động cá nhân có thể là một công cụ nghiên cứu và học tập quan trọng đó là lý do tại sao các thiết bị di động cá nhân cũng sẽ được phép sử dụng cho mục đích giáo dục hoặc các mục đích khác do hiệu trưởng xác định theo từng trường hợp cụ thể theo Bộ trưởng Giáo dục, khoảng 68.000 phản hồi đã được thu thập trong cuộc khảo sát và 90% người trả lời lo ngại về sự gia tăng các thiết bị trong lớp học. Các quy tắc mới này sẽ áp dụng cho tất cả các trường công lập, trường riêng biệt, trường nói tiếng Pháp và trường độc lập. Thành phố Kitchener của tỉnh bang Ontario đề xuất luật lệ để bảo vệ người thuê nhà thành phố kitchener hiện đang tranh luận về việc thực hiện luật thay thế nhà cho thuê được thiết kế để bảo vệ cư dân bị ảnh hưởng bởi quá trình tái phát triển chính sách được đề xuất như đã nêu trong báo cáo của nhân viên nhằm mục đích là mang lại sự ổn định và bồi thường cho những người thuê nhà bị di dời do quá trình tái phát triển và tạo ra một chế độ cấp phép thay thế nhà cho thuê minh bạch và có thể dự đoán được nếu được thông qua thì luật này sẽ yêu cầu những chủ đất có kế hoạch phá dở hoặc chuyển đổi 6 hoặc nhiều đơn vị nhà cho thuê, phải cung cấp nhà ở thay thế hoặc bồi thường cho những người thuê nhà bị ảnh hưởng. Ngoài ra, những chủ đất này sẽ phải thay thế nhà cho thuê trong khu phát triển mới. Theo luật thay thế nhà cho thuê được đề xuất, người thuê nhà sẽ được lựa chọn một đơn vị thay thế và các đơn vị thay thế sẽ phải được cung cấp với mức giá thuê phải chăng trong 10 năm. Tuy nhiên, luật này sẽ không mở rộng phạm vi bảo vệ cho những người thuê nhà phải đối mặt với việc bị trục xuất Do thành phố bị hạn chế bởi đạo luật thành phố và luật được đề xuất chỉ có thể giải quyết việc trục xuất do phá dở, không phải do sửa chữa. Người dân Canada phải trả nhiều tiền hơn cho vé máy bay mùa hè tăng vọt. Một báo cáo mới cho biết du khách đang phải trả nhiều tiền hơn đáng kể để bay trong Canada vào mùa hè này so với năm ngoái. Flight Center Travel Group cho biết giá vé cho các chuyến bay nội địa từ tháng 7 đến tháng 9 đã tăng trung bình 14% trong 12 tháng qua, Chris Lin, người đứng đầu của công ty lữ hành có trụ sở tại Úc, tại Canada, cho biết tình trạng thiếu chỗ ngồi và ít cạnh tranh hơn giúp giải thích xu hướng này, đặc biệt là trên các chuyến bay chặn ngắn. Một số hãng hàng không Canada đã gặp phải tình trạng chậm giao máy bay do các vấn đề sản xuất tại nhà sản xuất máy bay Boeing làm hạn chế khả năng mở rộng đội bay của họ. Trong 13 tháng qua, đã chứng kiến sự hợp nhất của ngành khi các hãng hàng không giá rẻ Lynx Air và Swoop biến mất khỏi bầu trời và WestJet đã mua lại Sunwing Airlines. Những diễn biến đã thúc đẩy một cuộc nghiên cứu của cuộc cạnh tranh vào tháng trước. Tuy nhiên, Porter Airlines đang bổ sung thêm hai máy bay mỗi tháng, một phần của kế hoạch mở rộng nhanh chóng nhằm tạo ra một liều thuốc cạnh tranh vào thị trường. Manitoba đang chứng kiến sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn hiếm gặp có khả năng gây tử vong. Sự gia tăng các trường hợp nhiễm trùng do vi khuẩn hiếm gặp ở Manitoba đã khiến cho các quan chức y tế phải đưa ra cảnh báo. Bệnh não mô cầu xâm lấn, gọi tắt là IMD, là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn có thể gây ra viêm màng não, viêm não và tủy sống nghiêm trọng và có khả năng gây tử vong. Sở y tế công cộng Toronto cũng báo cáo số ca nhiễm trùng được ghi nhận cao nhất tại thành phố này kể từ năm 2002. Giám đốc y tế của Manitoba, tiến sĩ Carol Curtis cho biết Tỉnh này thường ghi nhận khoảng 6 trường hợp mắc tất cả các loại bệnh não mô cầu mỗi năm. Kể từ khoảng giữa tháng 12 thì Manitoba đã ghi nhận 19 trường hợp. Các khu vực pháp lý khác cũng chứng kiến sự gia tăng tương tự nhưng không chắc chắn nguyên nhân là gì. Các triệu chứng của IMD có thể khác nhau nhưng chúng xuất hiện rất nhanh. Một số người biểu hiện các dấu hiệu của bệnh viêm màng não với cổ cứng, phát ban màu tím và buồn nôn hoặc là nôn mửa. Những người khác phát triển các triệu chứng giống như là nhiễm trùng huyết với tình trạng nhiễm trùng trong máu. Cứ 10 người thì có một người mang vi khuẩn não mô cầu ở phía sau cổ họng và hầu hết đều không bị bệnh. Có hai loại vắc xin phòng ngừa não mô cầu, một loại nhắm vào chủng B, trong khi một loại vắc trong khi một loại xin khác nhắm vào bốn chủng A, C, Y và W. Vắc xin này được tiêm thường xuyên vào thời điểm trẻ 12 tháng và 10 tuổi như một phần của chương trình tiêm chủng tại trường học của tỉnh Manitoba có chương trình tiêm vaccine bổ sung, bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết trên trang web của tỉnh bang. Hồ Wabukeni ở Mississauga, Ontario bất ngờ bị cạn nước. Cư dân của Mississauga đã hoang mang khi hồ Wabukeni, một ao chứa nước mưa gần đường Erin Mills và đường Britannia, bất ngờ bị cạn nước trong tuần này. Mức nước giảm đột ngột đã gây nên cuộc tranh luận trên mạng xã hội như là Reddit, nơi cộng đồng chia sẻ những hình ảnh đáng ngạc nhiên này có nhiều ý kiến cho rằng thành phố Mississauga có thể đang thực hiện việc nạo vét để bảo dưỡng, nhưng cũng có những cáo buộc về hành vi phá hoại. Một số cư dân cho rằng cảnh sát đã đến địa điểm này trong tuần qua. Một người phát ngôn của thành phố đã xác nhận rằng họ đã được thông báo về mực nước thấp tại hồ Wabukini vào sáng ngày 12 tháng 6. Cuộc điều tra sau đó cho thấy có người đã vượt qua hàng rào an toàn và can thiệp vào cổng điều khiển mực nước của hồ trong đêm. Đáng chú ý là mực nước giảm khoảng 1 mét, chỉ còn một ít nước ở phía giữa và hạ lưu. Người phát ngôn cho biết, không phát hiện thêm vấn đề gì về hoạt động của hồ Wabukeni và vấn đề này không gây ảnh hưởng đáng kể đến môi trường hay là động vật hoang dã tại địa phương. Để ngăn chặn các trường hợp can thiệp vào hồ trong tương lai, thành phố đã tháo bỏ bánh xe tay điều khiển cổng. Chính quyền thành phố Mississauga kỳ vọng mực nước của hồ sẽ được bổ sung tự nhiên trong những ngày tiếp theo. Ba trò chơi tại Canada's Wonderland đã phải đóng cửa sau khi có khách bị kẹt trên các tàu vào cuối tuần qua. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khách đã bị kẹt trên tàu lượng siêu tốc The Bad vào chiều thứ Bảy. Và đây là vụ đầu tiên trong ba vụ tàu hỏng khiến cho công viên phải đóng cửa vào ngày thứ Bảy. Nhiều người bình luận rằng họ không ngạc nhiên với vấn đề này và có người báo cáo rằng họ cũng đã bị kẹt trên các trò chơi khác trong ngày. Chris Peacock, người phát ngôn của Canada's Wonderland, xác nhận có ba trò chơi đã gặp trục trặc vào thứ Bảy và một trò chơi thì vẫn đóng cửa cho đến sáng thứ Hai. Vào khoảng 2 giờ 40 chiều thứ Bảy ngày 15 tháng 6, tàu lượng siêu tốc The Bad đã dừng lại trên đồi nâng khi đang có khách trên tàu và nhóm bảo trì của công viên đã phản ứng nhanh và khách hàng đã được cho xuống tàu an toàn vào khoảng 3 giờ 05 chiều. Bên cạnh The Bad, Windseeker và Riptide cũng đã tạm ngừng vào cuối ngày hôm đó khi có khách bị kẹt trên tàu. Windseeker đã tạm ngừng lúc 4 giờ 20 chiều và Riptide thì vào khoảng 7 giờ 20 tối. Tất cả khách hàng đã được đưa xuống an toàn và không có thương tích nào được báo cáo. Trò chơi The Bad và Riptide đã mở cửa trở lại và hoạt động bình thường, trong khi Windseeker thì vẫn đóng cửa để bảo trì. Thành phố Canada này được xếp hạng là nơi đắt đỏ nhất đối với nhân viên quốc tế trong năm thứ ba liên tiếp. Trong bối cảnh Canada đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và giá nhà ở tăng cao, năm thành phố của Canada đã được xếp vào danh sách những nơi đắt đỏ nhất thế giới đối với người lao động quốc tế. Danh sách này xếp hạng 226 thành phố trên năm châu lục từ đắt đỏ nhất đến rẻ nhất cho người lao động được cử đi công tác do công ty tư vấn Mercer có trụ sở tại Hoa Kỳ công bố vào thứ hai hôm nay. Báo cáo dựa trên dữ liệu chi phí sinh hoạt cho thấy, giá nhà và tình trạng thiếu hụt là những nguyên nhân chính đẩy chi phí lên cao. Chi phí nhà ở tăng cao ở nhiều thành phố trên thế giới khiến các tổ chức ngày càng gặp nhiều thách thức trong việc thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu cho các nhiệm vụ quốc tế. Theo báo cáo, Toronto là thành phố đắt đỏ nhất Canada đối với người lao động quốc tế trong năm thứ ba liên tiếp. Thành phố lớn nhất Canada này được xếp hạng 92 trên toàn cầu, giảm hai bậc từ vị trí 90 vào năm 2023. Vancouver thì đứng thứ hai trong số các thành phố đắt đỏ tại Canada Tăng 15 bậc lên vị trí 101 từ vị trí 116 vào năm ngoái. Montreal thì xếp thứ 118, tăng 17 bậc so với vị trí 135 năm 2023. Còn Ottawa thì đứng thứ 126, tăng 11 bậc so với vị trí 137. Calgary đứng thứ 141, tăng 4 bậc từ vị trí 145 vào năm ngoái. Còn các thành phố toàn cầu khác Danh sách các thành phố đắt đỏ nhất thế giới cho người lao động quốc tế do Mercer xếp hạng năm 2024 bao gồm: Hồng Kông đứng số 1, Singapore thứ 2 và Zurich, Thụy Sĩ thì đứng thứ 3. Các thành phố này vẫn giữ nguyên vị trí so với năm ngoái. Còn các thành phố có chi phí sinh hoạt thấp nhất là Islamabad của Pakistan, vị trí thứ 224, Lagos, Nigeria, vị trí thứ 225 và Abuja, Nigeria đứng thứ 226. Nguyên nhân chi phí sinh hoạt cao Mặc dù có những lo ngại về chi phí sinh hoạt, các thành phố của Canada vẫn không nằm trong nhóm dẫn đầu. Theo Vince Cordova, cố vấn về vấn đề di chuyển của Mercer tại Bắc Mỹ, với nền kinh tế phục hồi, Canada vẫn hấp dẫn người lao động quốc tế. Các thành phố đắt đỏ nhất Bắc Mỹ bao gồm thành phố New York đứng thứ bảy, Nassau, Bahama thứ 9, Los Angeles thứ 10, Honolulu thứ 12 và San Francisco thứ 13. Theo báo cáo, lạm phát và tỷ giá hối đoái biến động cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương và tiền tiết kiệm của người lao động quốc tế. Biến động kinh tế và địa chính trị gia tăng làm tăng thêm chi phí như là nhà ở, tiện ích, thuế địa phương và giáo dục. Đối với các thành phố xếp hạng cao như là Hồng Kông, Singapore và Zurich, thị trường nhà ở sôi động, chi phí vận chuyển thì cao và chi phí hoàn hóa và dịch vụ cao hơn đã góp phần làm cho những thành phố này trở thành những nơi đắt đỏ nhất để sinh sống. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, và cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada có mức giá là 0,7276 đô la Mỹ và bằng 0,6787 đồng euro. Một đô la Canada tương đương 18.467 đồng Việt Nam. Một đô la Mỹ tương đương 25.332 đồng Việt Nam. Giá vàng là 2.320 đô la Mỹ một ounce, tương đương 3.182 đô la Canada. Vừa rồi là những tin tức Canada nổi bật trong ngày. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đón theo dõi phần điểm tin thế giới. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an. Hoàng Anh kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.